Chết rồi. Không có ai chấm bài rồi, chết rồi, đâu hết rồi. Pha đỏ này à? Pha đỏ 25 chị ơi. À, pha 25 nha. Nào, có ai đang xem live của em không ạ? Mọi người ơi, vào đây chấm bài giúp em nha. Chị nào đang xem live vào đây cho em xin một chấm nào. Em còn xả hàng nào. Xả hàng tất cả các mẫu áo khoác ấm này, áo khoác áo khoác bò lông các thứ này. Đồng giá toàn bộ sản phẩm ngày hôm nay là 25k nha. Chị nào xem live chấm bài cho em đi ạ. Chào chị Lăng Thủy nha. Nào, ngày hôm nay sẽ xả tất cả các loại áo khoác đồng giá là 25k duy nhất trên live nào. Cho chị nào xem live và chia sẻ bài cho em ạ. Chào chị Trinh Hoa, chào chị Trinh Thoa nào. Ai đang xem live chấm bài cho em đi các chị ơi. Ngày hôm nay xả tất cả các mẫu đồ đồng giá là 25k nha. Cho chị nào chia sẻ ngay bây giờ nha. Mỗi người tối thiểu 10 hội nhóm ạ. Chào chị Yến My, chào Lê Huyền Trang nào, Kiều Anh Lê nào. Ngày hôm nay xả tất cả các mẫu áo khoác ấm luôn ạ. Áo khoác lót lông này, đồng giá toàn bộ sản phẩm là 25k cho chị nào chia sẻ bài nha. Các chị ơi giúp em vào đây chia sẻ bài đi ạ. Và đây chia sẻ bài giúp em để em chốt đơn luôn nào. Áo da 25 chị ơi. Toàn bộ sản phẩm em dơ lên ngày hôm nay tất cả sẽ là 25k cho chị nào chia sẻ bài nha. Chị nào đang xem live chỉ cần giúp em chia sẻ mỗi người 10 hội nhóm và 2 lần lên trang cá nhân ạ. Nào nhanh tay nào, chị nào lấy mẫu gì nhanh tay vào đây chấm bài và chia sẻ bài nào. Áo khoác bò lót lông hôm nay xả 25k nha. Áo khoác bò lót lông xanh và xám và áo khoác da ngày hôm nay xả 25k. Chị ơi, chị đặt hàng nhưng mà không chia sẻ bài thì không được chốt đâu ạ. Mọi người nhớ nha, chia sẻ bài thì mới được chốt nha. Mỗi người giúp em chia sẻ tối thiểu 10 hội nhóm và 2 lần lên trang cá nhân nào. Ok nha. Nào, trên 30 hội nhóm sẽ miễn phí ship ạ. Các chị chỉ cần giúp em chia sẻ tối thiểu 10 hội nhóm thôi. Hôm nay ai chia sẻ trên 30 nhóm sẽ miễn phí ship nha. Chị nào lấy mẫu gì thì chia sẻ comment vào đây luôn cho em nha. Đồ bên nhà em dành cho cả bé trai bé gái ạ. Chị ơi chia sẻ bài đi nào, lấy áo da đỏ cho bé 14 cân chia sẻ bài giúp em nào. Sau đó thì comment số điện thoại vào đây em chốt đơn luôn nha. Áo khoác da đen, áo khoác da đỏ và áo khoác bò lông ngày hôm nay xả với giá là 25k nhá. Cho chị nào chia sẻ bài ngay bây giờ ạ. Chị giá như vào đây chấm bài và chia sẻ bài giúp em nào. Trinh Hoa Hoa nào, ai chia sẻ bài rồi thì để lại số điện thoại đây luôn nha. Ngày hôm nay xả tất cả các sản phẩm áo thu đông này, áo khoác bò lông các thứ này đủ size cho các bé từ 7 cân đến 30 cân 25k đi ạ. Ai xem live vào đây chấm bài và chia sẻ bài giúp em đi nào. Phương Trượt ok này. Sau khi đã chia sẻ bài rồi comment số điện thoại đi em chốt đơn luôn nha. Chiều nay sẽ gửi hàng cho tất cả những chị nào chia sẻ bài sáng nay nha. Đồ bên nhà em dành cho bé trai và bé gái nào. Lucy Phương chia sẻ thêm 2-3 nhóm đi chị ơi. Nào, 30 hội nhóm sẽ miễn phí ship tận nhà nha. Hôm nay chị nào chia sẻ trên 30 nhóm miễn phí ship tận nhà luôn ạ. Áo khoác bò lót lông đủ size cho các bé từ 7 cân đến 30 cân này. Hôm nay xả toàn áo khoác mới thôi chị ơi, nhanh tay nào. 25k một áo đủ size cho các bé từ 7 cân đến 30 cân nha. Nhớ là 30 hội nhóm sẽ được miễn phí ship nha. Chị nào chia sẻ 30 hội nhóm thì comment vào đây ạ. Em sẽ miễn phí ship luôn tận nhà nha. Nào, toàn bộ sản phẩm 25k cho chị nào chia sẻ bài ngay bây giờ nào. Mỗi người tối thiểu 10 hội nhóm nào, chào chị Hồng Lê ạ. Ngày hôm nay xả tất cả các sản phẩm là 25k cho chị nào chia sẻ bài ngay bây giờ nha. Mỗi người tối thiểu 10 hội nhóm và 2 lần lên trang cá nhân nha. Áo khoác bò lót lông và áo khoác da đủ size cho các bé từ 7 cân đến 30 cân ạ. Giá như chia sẻ thêm đi chị ơi, nhanh tay nào. Hiện giờ lượt chia sẻ rất thấp, mọi người chia sẻ bài nhiệt tình lên cho em đi ạ. Em xả toàn bộ áo khoác da 25k đây. Nào, áo khoác da đen, áo khoác da đỏ 25k nha. Bé trai và bé gái đều mặc vừa nha. Chị ơi không chia sẻ đủ là không được chốt chị ạ. Thử thế thôi nhá. Nào, đồ bên nhà em dành cho cả bé trai bé gái nào. Áo khoác da đen, áo khoác da đỏ đủ size cho các bé từ 7 cân đến 30 cân. Em xả 25k một sản phẩm nha. Nhanh tay lên đi nào, lấy mẫu gì comment luôn cho em đi ạ. Áo khoác da đen, áo khoác da đỏ này, áo khoác kaki tất cả là 5 màu nha. Chị nào lấy comment luôn vào đây cho em nha. Nào chị ơi, comment hồi sáng thì làm sao mà được tặng bây giờ. Chị ơi, em phải có thời gian để em gửi hàng chứ. Đây mọi người lấy mẫu gì thì comment vào đây luôn nào, để em chốt đơn chiều nay gửi hàng luôn nha. Nào, áo khoác da đủ size cho các bé từ 7 cân đến 30 cân nào. Và không phải là comment là được mua đâu chị ơi, chia sẻ bài mới được mua nhá. Chia sẻ bài giúp em tối thiểu mỗi người 10 hội nhóm và 2 lần lên trang cá nhân nha. Trên 30 hội nhóm miễn phí ship nha. Ok, chị Quyên Nguyễn nào, khoác da đủ size cho các bé từ 7 cân đến 30 cân. Cảm ơn shop nhé, cảm ơn chị Mai Nguyễn nha. Lần sau ngủ shop em tiếp nha. Nào, mua được hàng giá rẻ rồi thì phải mua hàng bên nhà em nữa đi nha.
Áo khoác da và áo khoác bò lót lông đủ size cho các bé từ 7 cân đến 30 cân nào, 25k một sản phẩm nào. Ok chị Phương Liễu này. Áo khoác phao có xả luôn nha. Đỗ Thị Kim Chi 24 nhóm để lại số điện thoại nào. Áo khoác bò lót lông và áo khoác phao đủ size cho các bé từ 7 cân đến 30 cân ạ. Hôm nay em xả trong vòng 15 phút tất cả các sản phẩm là 25k nha. Ai lấy mẫu gì comment vào đây luôn nha. Bò lót lông xanh, lót lông xám đủ size cho các bé từ 7 cân đến 30 cân nào. Duyên Nguyễn chia sẻ bài chị ơi. Chị nào đang xem live thì giúp em chia sẻ bài đi ạ. Càng nhiều hội nhóm càng tốt nha. Áo bò lót lông xanh, áo bò lót lông xám đủ size cho các bé từ 7 cân đến 30 cân nào. Xả toàn bộ áo ấm 25k cho chị nào chia sẻ bài ngay bây giờ ạ. Chị Phương Liễu ok này, Kiều Diễm thêm 2 nhóm đi chị ơi. Ai chia sẻ 30 nhóm sẽ được miễn phí ship nha. Hôm nay chị nào chia sẻ 30 nhóm miễn phí ship luôn này. Áo 25 cân mặc vừa chị ơi, đủ size cho các bé từ 7 cân đến 30 cân này. Quyên Nguyễn chia sẻ rồi, Duyên Nguyễn chia sẻ rồi, để lại số điện thoại ạ. Khoác bò lót lông và khoác kaki 5 màu nha. Khoác kaki tất cả là 5 màu đủ size cho các bé từ 7 cân đến 30 cân ạ. Áo nào cũng là 25k, chị ơi chia sẻ bài cho em luôn đi nào. Ok chị Lucy Phương nào, giá như chia sẻ rồi để lại số điện thoại nha. Chị nào chia sẻ rồi thì chỉ cần để lại số điện thoại để em cho đơn ạ. Lương Ngọc Thúy để lại số điện thoại nào. Mỗi người 10 hội nhóm và 2 lần lên trang cá nhân cho em nha. Bé trai và bé khác mặc được, bé trai và bé gái đều mặc vừa nha. Đồ bên nhà em dành cho cả bé trai bé gái ạ. Giúp em chia sẻ mỗi người tối thiểu 10 hội nhóm nào, 30 nhóm sẽ miễn phí ship nào chị ơi. Chia sẻ 30 nhóm sẽ được miễn phí ship nha. Áo khoác kaki tất cả là 4 màu đủ size cho các bé từ 7 cân đến 30 cân. Ok chị giá như này. Chia sẻ rồi để lại số điện thoại chị ơi. Áo nào cũng là 25k nha. Áo nào cũng là 25k cũng đều dành cho bé trai bé gái ạ. Mọi người nhanh tay chia sẻ bài sau đó đặt hàng ở đây luôn nhá. Ok Lương Ngọc Thúy này, 30 nhóm miễn phí ship rồi chị ơi. Chị Hoa Thị để lại số điện thoại nha. Áo khoác da đen, áo khoác da đỏ đủ size cho các bé từ 7 cân đến 30 cân. Em xả 25k một áo nào. 25k một áo khoác da nha. Cho chị nào chia sẻ bài ngay bây giờ ạ. Áo khoác bò lót lông xanh xám nào chia sẻ bài mỗi người tối thiểu 10 hộp nhóm và 2 lần lên trang cá nhân nha. Khoác bò lót lông xanh, bò lót lông xám nha. Nào chị nào lấy mẫu gì comment vào đây luôn đi nào. Bùi Bùi ơi chia sẻ bài chưa? Chia sẻ bài bao nhiêu nhóm chị ơi? Comment rõ vào đây là chia sẻ bài bao nhiêu nhóm cho em nha. 30 nhóm thì mới được miễn phí ship các chị ơi, nhanh tay nào. Chị nào lấy mẫu gì comment vào đây luôn đi ạ. Áo khoác bò lót lông và áo khoác da này, 25k một áo đủ size cho các bé từ 7 cân đến 30 cân nha. Ok chị Hương Hương Thu nào, áo nào cũng là 25k chị ơi, lấy mẫu gì comment vào đây luôn cho em đi ạ. 25k một sản phẩm nào, lấy sản phẩm gì comment luôn vào đây nha. Chia sẻ bài mỗi người tối thiểu 10 hội nhóm nha. Ok chị Phương Linh miễn phí ship này các chị ơi, em xả duy nhất trong vòng 15 phút ạ. 20 cân vừa chị ơi, lấy mẫu gì thì comment luôn nhá. Tất cả các sản phẩm đủ size từ 7 cân đến 30 cân, lấy mẫu gì comment vào đây luôn, trai gái đều mặc vừa luôn ạ. Chia sẻ bài mỗi người tối thiểu 10 hội nhóm và 2 lần lên trang cá nhân nào. 30 nhóm miễn phí ship nha. Ok chị Ngọc Hân nha. Chia sẻ bài cho em đi chị ơi, để lại số điện thoại em chốt đơn nào. Không chia sẻ bài thì không được chốt đơn đâu ạ. Quay ra mỗi người 10 hội nhóm nha và 2 lần lên trang cá nhân nha. Ok chị Kiều Trang miễn phí ship này. Chị nào chia sẻ trên 30 nhóm được miễn phí ship ngay trên live rồi chị ơi. Ok Phương Linh nào. Thủy Thu để lại số điện thoại nào. 30 nhóm miễn phí ship chị Nguyễn Lý nha, cho em xin số điện thoại nha. Áo khoác đủ size cho các bé từ 7 cân đến 30 cân, xả một like duy nhất buổi sáng ngày hôm nay nha. Toàn bộ sản phẩm là 25k, chị nào lấy mẫu gì comment vào đây giúp em luôn đi ạ. Áo khoác bò, áo khoác này là kaki nha, kaki đen, đỏ và nâu này. Lấy mẫu gì comment luôn vào chị ơi, ok chị Thư Phạm nha, ok chị Hoa Thị này. Các chị ơi comment nhiệt tình lên đi nào, em không thấy ai chia sẻ đâu. Mọi người không chia sẻ là không được chốt đơn đâu, lúc ấy đừng hỏi tại sao nhá. Nào, em xả trong vòng 15 phút tất cả các sản phẩm là 25k nha. Mỗi người 10 hội nhóm nào chị ơi xỉ thì inbox cho em, bây giờ em không báo đây đâu. Áo khoác da kaki này là 25k, kaki lót lông cao cấp này. 25k một áo đủ size cho các bé từ 7 cân đến 30 cân nha. Áo nào cũng là 25k nào. Lấy mẫu gì để lại số điện thoại ở đây cho em luôn đi ạ. Ok chị Bạch Loan nha. Em xả trong vòng 15 phút thôi, 40 nhóm miễn ship chị Hoàng Thị Bích nhá. Đồ bên nhà em dành cho cả bé trai bé gái nha. Thủy Thu chia sẻ rồi để lại số điện thoại nào. Áo khoác bò lông 25k chị ơi. Khoác bò lót lông 25k nha. Đặt hàng mẫu gì comment luôn số điện thoại ở đây luôn cho em nha. Maria Nguyễn, Maria Ngọc Hân nào. 30 nhóm miễn phí ship rồi chị ơi, để lại số điện thoại nha. Áo khoác bò lót lông xanh, bò lót lông xám đủ size cho các bé từ 7 cân đến 30 cân nào. Ok chị Kiều Nhung Hà nhá, bò lông xanh xám này. Em xả trong vòng 15 phút, chị nào lấy mẫu gì comment nhanh vào đây đi ạ. Khánh Ly ơi, chia sẻ bài chưa? Thiếu 2 nhóm bổ sung nhá. Hiện giờ lượt chia sẻ rất thấp, các chị quay ra mỗi người chia sẻ thêm cho em 2 đến 3 nhóm nữa đi ạ. Chị nào đang xem live quay ra chia sẻ cho em 2 đến 3 nhóm đấy nào. Hiện giờ lượt chia sẻ rất thấp, không bán được đâu ạ.
chia sẻ bài thêm cho em nha. Áo khoác da đen, khoác da đỏ đủ size cho các bé từ 7 cân đến 30 cân, 25k một áo nào. Da đen, da đỏ đủ size cho các bé từ 7 cân đến 30 cân ạ. Quay ra chia sẻ bài, mỗi người 10 hội nhóm và 2 lần lên trang của cá nhân nào. Phương Linh 2 nhóm nữa chị ơi. Phương Linh 2 nhóm nữa nào. Áo phao còn màu đỏ chị ơi, đủ size từ 7 cân đến 30 cân, 25k một áo nha. Áo phao ngày hôm nay xả 25k cho chị nào chia sẻ bài nha. Ai lấy mẫu gì comment vào đây luôn cho em đi nào. Chia sẻ bài dành cho cả bé trai bé gái luôn ạ. Tất cả các mặt hàng áo ấm đều dành cho cả bé trai bé gái nha. Giúp em chia sẻ bài nhiệt tình luôn cho em nha. Nào chị Trang Kiều ơi, chia sẻ bài rồi để lại số điện thoại nhớ. Áo bò 25 chị ạ. Áo nào cũng là 25 chị ơi, để lại số điện thoại cho em nào. Áo khoác bò nó lông để lại số điện thoại nha. 25k một áo, áo da đen, áo da đỏ này, đủ size cho các bé từ 7 cân đến 30 cân nào. Chia sẻ rồi thì để lại số điện thoại ạ. Áo khoác da đen, áo khoác da bò lót lông này, mỗi người giúp em 10 hội nhóm và 2 lần lên trang cá nhân nha. Trên 30 nhóm miễn phí ship nha. Hồng Vinh để lại số điện thoại giúp em nào. Ghi rõ cho em là đã chia sẻ cộng số điện thoại ạ. Em xả trong vòng 15 phút nhá. Mọi người hiện giờ lượt chia sẻ rất thấp. Mọi người quay ra mỗi người chia sẻ cho em thêm 2-3 nhóm nữa đi ạ. Mỗi người quay ra chia sẻ thêm 3 nhóm nữa cho em, sau đó comment số điện thoại vào đây cho em đi nào. Áo khoác bò lót lông xanh, lót lông xám đủ size cho các bé từ 7 cân đến 30 cân nha. Không chia sẻ đủ em không cho đơn đâu chị ơi. Không chia sẻ không cho đơn nhá. Ok chị Đỗ Hiền này, xét lọc thêm 2 nhóm đi nào. Ok chị Nguyễn Lý nha. Chị nào lấy mẫu gì comment luôn vào đây cho em đi ạ. Tổng Kim Huệ chia sẻ thiếu 2 nhóm không chốt, để lại số điện thoại và chia sẻ thêm cho em đi ạ. Áo khoác bò lót lông đủ size cho các bé từ 7 cân đến 30 cân, 25k nha. Hà Phương chia sẻ thêm đi chị ơi. Ok Trang Kiều này, Thảo Vinh 30 nhóm miễn phí ship nào. Nhớ cho em là ai chia sẻ 30 nhóm sẽ được miễn phí ship nha. Chị nào hôm nay chia sẻ trên 30 nhóm được miễn phí ship luôn nào. Ok chị Yến Linh này, chị Nguyễn Lê Thu Yên ok nha. Đồ bên nhà em dành cho cả bé trai bé gái, áo khoác bò lót lông và áo khoác da đủ size cho các bé từ 7 cân đến 30 cân nha. 25k một áo khoác da nào. Ok chị Hà Phương nào, Kiều Diễm thấy rồi nào. Áo khoác da đen, áo khoác da đỏ đủ size cho các bé từ 7 cân đến 30 cân, 25k một áo ạ. Hoàng Thị Sim chia sẻ thêm 2 nhóm đi chị ơi. Ok chị Thủy Thu nha. Chị nào chia sẻ thêm rồi để lại số điện thoại đây luôn nha. Áo bò lông xanh, áo bò lông xám nào, em xả nốt trong vòng 5 phút nữa thôi. Chị nào lấy mẫu gì comment luôn ạ. Áo bò lông xanh, áo bò lông xám và áo khoác kaki lót lông nha. Đủ size từ 7 cân đến 30 cân. Ok chị Đậu Đậu nào. Các chị ơi lượt chia sẻ cực kỳ thấp luôn. Em không hiểu tại sao mọi người comment nhiều như thế nhưng mà lại không thấy lượt chia sẻ đâu nhá. Không chia sẻ bài không được chốt, lúc đấy lại đừng comment vào đây hỏi tại sao lại không gửi hàng nha. Chị nào chia sẻ rồi là em nhìn thấy hết rồi, để lại số điện thoại ở đây luôn cho em ạ. Ok chị Nguyễn Lý này, 30 nhóm mới được miễn phí ship chị ơi, chia sẻ trên 30 nhóm thì sẽ được miễn phí ship tận nhà nha. Áo khoác kaki lót lông đủ size cho các bé từ 7 cân đến 30 cân, 25k một áo nha. Ok chị Hà Phương nào, bé trai bé gái được mặc vừa chị ơi, tất cả các sản phẩm đều là 25k hết nhá. Ok chị Lê Thảo nha, có cho các bé từ 7 cân đến 30 cân chị ơi, em không lấy cho chị xem size được đâu ạ. Bây giờ làm gì có thời gian để lấy cho ai xem size đâu. Ok chị Duyên Nguyễn nha, bé trai bé gái được mặc vừa chị ơi, lấy mẫu gì thì comment luôn nào. Áo khoác kaki tất cả là 4 màu đủ size cho các bé từ 7 cân đến 30 cân này, 25k một áo nha. Áo khoác kaki 25k một áo nào. Ok chị Thảo Vinh nha, đây là hàng lót lông cao cấp đấy ạ. Chị nào lấy mẫu gì comment luôn nào. Em xả một like duy nhất ngày hôm nay, tất cả các sản phẩm là 25k nha. Giúp em chia sẻ bài càng nhiều hội nhóm càng tốt nha. Kaki đen này, chia sẻ bài nào. Ok chị Bùi Oanh nào, để lại số điện thoại chị ơi. Chia sẻ nhiều rồi đó là bao nhiêu nhóm chị ơi, không biết bao nhiêu nhóm comment rõ ở đây nha. 30 nhóm sẽ được miễn phí ship tận nhà nào. Ok chị Lê Thị Tươi nhá, thấy chị Trang Nguyễn rồi ạ. Chị nào lấy mẫu gì comment luôn vào đây nha. Áo bò lót lông xanh, áo bò lót lông xám này, đủ size cho các bé từ 7 cân đến 30 cân nào. Hà Moon ơi, 25k một áo chị ơi. Tất cả các sản phẩm là 25k nha. Giúp em chia sẻ bài đi em cho đơn ạ. Phương Linh thêm 2 nhóm nữa nào. Linh Chi 3 nhóm nữa chị ơi. Thiếu nhóm như thế này không chốt được đơn đâu nhá. Nào chị Yên Má Lúng chia sẻ bài đi ạ. Mỗi người tối thiểu 10 hội nhóm và 2 lần lên trang cá nhân. Trên 30 nhóm được miễn phí ship nha. Chị nào chia sẻ trên 30 nhóm miễn phí ship nào. Chị Thủy Viên Lina chia sẻ rồi để lại số điện thoại nào. 5 phút nữa nào, 5 phút nữa nào. Ai lấy mẫu gì cho em xin số điện thoại đây luôn ạ. Áo khoác bò lông xanh xám nha. Ok chị Trang Hà nha. Khoác da đủ size cho các bé từ 7 cân đến 30 cân, 25k một áo chị ơi. 25k một áo khoác da nha. Chị nào xem like thì chia sẻ bài cho em luôn đi ạ. Ok Phương Linh miễn phí ship nào. Chị nào chia sẻ trên 30 nhóm miễn phí ship nha. Ok chị Trồng Bách nha. Đồ bên nhà em dành cho cả bé trai và bé gái, áo khoác da đen, áo khoác da đỏ đủ size cho các bé từ 7 cân đến 30 cân nào. 25k một sản phẩm đủ size từ 7 đến 30 cân chị ơi. Trai gái được mặc vừa nha. Áo phao đỏ đủ size từ
7 cân đến 30 cân 25k một áo nào, chị nào lấy áo phao không? Comment luôn cho em đi ạ. Ok chị Thuyền nặng này. Mọi người lượt chia sẻ thấp quá không chốt được đơn đâu. Quay ra chia sẻ bài thêm cho em đi ạ. 3 phút nữa nào. Yến Linh chia sẻ rồi để lại số điện thoại nha. Yến Ma Lún để lại số điện thoại nào, miễn phí ship tận nhà cho chị nào chia sẻ trên 30 nhóm nhá. Áo khoác phao đỏ đủ size cho các bé từ 7 cân đến 30 cân nào, 25k một áo nào. Ok Mina Nguyễn nha. Thùy Dung thêm 2 nhóm nữa đi chị ơi, Thùy Dung thêm 2 nhóm nữa không là không chốt được đơn đâu nhá. Người chị ơi thấy rồi nào, áo bò 25 chị ơi, em chỉ xả giá là 25k thôi, không chia sẻ không bán đâu chị ạ. Áo khoác da đủ size cho các bé từ 7 cân đến 30 cân này, Trang Nguyễn ok này, Hà Phương ơi bao nhiêu nhóm rồi nhỉ? Áo khoác chia sẻ trên 30 nhóm miễn phí ship nha, 25k một áo nha. Hôm nay xả tất cả các loại áo khoác đồng giá là 25k nào. Chị nào lấy mẫu gì cho em xin số điện thoại đây ạ. Phao đỏ nào, anh thơ để lại số điện thoại nào. Ok chị Thu Thủy nha. Áo bò lót lông xanh, áo bò lót lông xám đủ size cho các bé từ 7 cân đến 30 cân này. Áo phao đỏ nào, áo phao đỏ trai gái đều mặc được chị ơi, màu đỏ rất là đẹp luôn nha. Bé trai bé gái đều mặc được nha. Ok chị bé ba chia sẻ rồi để lại số điện thoại nhá. Thanh Tâm ơi, 30 nhóm mới được miễn phí ship ạ. Chị phải chia sẻ 30 nhóm thì sẽ được miễn phí ship tận nhà nha, chứ còn là dưới 30 nhóm thì không được đâu. Nào, 2 phút cuối cùng nào. 2 phút cuối cùng mỗi người quay ra chia sẻ thêm cho em 2 nhóm đi ạ. Rất là ít được chia sẻ luôn. Ok chị Bạch Dương nào, từ bố ok nha, chị Phương Liễu ok nha. 30 nhóm miễn phí ship chị Phương Liễu luôn nha. Ok chị Tuyết Vân này. Đồ bên nhà em dành cho cả bé trai và bé gái luôn ạ. Nguyễn Hạnh ơi, chia sẻ bài cho em đi nào. Chị Nguyễn Hạnh ơi, bán thật hay đùa hay không thì chị cứ mua rồi biết ạ. Ok chị Võ Thị VV nha, ok chị Hồng Anh này. Đồ bên nhà em dành cho cả bé trai bé gái, 2 phút nữa nha. Hoa Cherry ơi, bây giờ mới nhìn thấy chị ạ, nhiều comment quá không nhìn thấy được đâu. 25k một sản phẩm nào. Chị Hương Xuân ơi, chia sẻ bài cho em đi, em bán luôn nhá. Nhanh tay nào. Áo bò lông xanh xám nào, chiều nay gửi hàng rồi chị ơi, lạnh lắm rồi, bây giờ không mua thì bao giờ mới mua đây. Nào nhanh tay lên đi nào, chị nào lấy mẫu gì thì để lại số điện thoại cho em đi ạ. Ok chị Tống Kim Huệ nha, đồ bên nhà em dành cho cả bé trai bé gái nha. Ngọc Hà miễn phí ship này, còn chị nào nữa không ạ? Đủ size cho các bé từ 7 cân đến 30 cân, chị ơi lấy thì lấy nhanh lên cho em ạ. Comment nhanh số điện thoại cho em nào. Ok chị Duyên Nguyễn nha, áo bò lông xanh xám bé trai bé gái đều mặc vừa đấy ạ. Thu Vân chia sẻ rồi để lại số điện thoại nào, 1 phút nữa nha. 1 phút cuối cùng, chị nào lấy mẫu gì comment luôn cho em nha, còn bán hàng đấy ạ. Ai lấy mẫu gì thì comment luôn cho em để lại số điện thoại để em chốt đơn nha. Còn 1 phút nữa thôi, chị nào lấy mẫu gì comment luôn số điện thoại vào đây cho em để em chốt đơn luôn đi ạ. Ngắm cho em mẫu này nào, ngắm cho em mẫu này nào. Ngày hôm nay thì tất cả trong cửa hàng bên nhà em sẽ xả với giá rất là rẻ luôn nhá. Chị nào có nhu cầu mua thì sẽ xem live của em, còn là chị nào mà đã chia sẻ bài rồi thì chiều nay em sẽ gửi hàng cho tất cả mọi người luôn nha. Nào chị nào lấy mẫu gì nào comment luôn vào đây nốt cho em đi ạ. 1 phút nữa nha, 1 phút cuối cùng nha. Ok chị nào áo da gì cũng có chị ạ. Nào, áo khoác bò lót lông nào, ngày hôm nay em sẽ xả áo khoác bò lót lông và quần bò ạ. Chị nào muốn lấy mẫu gì thì comment đặt luôn vào đây để em gửi hàng nha. Kết thúc dừng hàng 25k nha mọi người, bây giờ đừng comment 25k nữa ạ. Bây giờ là thời gian xả hàng, em sẽ xả hàng rất là rẻ thôi. Chị nào có nhu cầu mua thì comment vào đây luôn nhá. Ngày hôm nay bán áo khoác bò lót lông 130.000 một áo nha. Đặt hàng để lại địa chỉ xuống thoại nha. Hôm nay xả áo khoác bò lót lông 130.000 một áo nào, lấy mẫu gì để lại địa chỉ xuống thoại cho em nào. 130.000 một áo khoác bò lót lông, bộ bò 150 ạ. Bộ bò 150.000 7 cân đến 28 cân, áo khoác bò lót lông 130.000 nha. Áo khoác bò lót lông 100% rất là mềm, rất là ấm luôn ạ. Chị nào mua áo khoác bò lót lông thì comment luôn vào đây nào, em chỉ xả cho đúng 30 người đầu tiên thôi ạ. Áo khoác bò lót lông xanh, lót lông xám 130.000 7 cân đến 26 cân một áo nha. Đặt hàng để lại địa chỉ số điện thoại đây luôn nha. Bò lót lông xanh giá 130.000 7 cân đến 26 cân ạ. Chị ơi bây giờ dừng comment 25k nhá. Tất cả những chị nào chia sẻ rồi thì em sẽ chốt vào chiều nay gửi hàng. Còn chị nào bây giờ mới comment thì không nhận đơn đâu ạ. Bây giờ comment lại em sẽ hủy đơn nhá. Chị nào comment từ bên trên em mới tính thôi. Áo bò lót lông xanh, lót lông xám 130.000 nào, đủ size cho các bé từ 7 cân đến 26 cân ạ. Nào chị nào đặt mẫu này để lại địa chỉ số điện thoại cho em nha, hủy đơn chị Nguyễn Mimi nhá. Comment 25k nữa bây giờ em sẽ hủy đơn và không được kiểm tra đâu ạ. Nên là mọi người đừng comment nữa làm gì ạ. Áo bò 9 cân chị Nguyễn Loan để lại địa chỉ số điện thoại nào. Áo bò lót lông xanh, lót lông xám 130.000 một áo, size đủ từ 7 cân đến 26 cân nha. Đủ size cho các bé từ 7 cân đến 26 cân, 130 một áo nha, màu xanh màu xám ạ. Nào, chị nào đặt hàng mẫu gì để lại địa chỉ số điện thoại nào. Bò lót lông xanh, lót lông xám 130.000 một áo nha, 7 cân đến 26 cân nào.
Thắm Trần để lại địa chỉ số điện thoại nào. Thắm Trần để lại địa chỉ số điện thoại nào. Bộ bò 150 chị Huyền bé ơi. Bộ bò Gucci theo này là 150.000 một bộ, 7 cân đến 28 cân nha. Gucci theo 150.000 một bộ, 7 cân đến 28 cân nào. Đặt hàng mẫu gì cho em xin địa chỉ số điện thoại ạ. Nào, set bò Gucci theo dài tay 150.000 một bộ, 7 cân đến 28 cân nha. Có màu xanh và màu xám nha. Ai lấy mẫu gì cho em xin thông tin luôn nào. 150 một set ạ, bé trai và bé gái được mặc vừa nha. Nhanh tay lên đi nào. Áo khoác bò lông xanh xám là 130.000 ạ. 24 cân vừa, chị ơi lấy thì để lại địa chỉ số điện thoại đây nhá. Bây giờ em không lấy xem được đâu. Áo bò lông này là 130.000 nào. Bin bin để lại địa chỉ số điện thoại nào. 25 cân ok nha. Bin bin để lại địa chỉ số điện thoại nha. Đặt hàng mẫu gì cho xin địa chỉ số điện thoại đầy đủ chị ơi. Áo bò lông 130 nhá. Phạm Cúc để lại địa chỉ nào. Không có địa chỉ không cho đơn chị ơi. Ai lấy mẫu gì thì để lại địa chỉ ở đây ạ. Không có địa chỉ không cho đơn ở đâu nào. Thủy Viên Lina để lại địa chỉ nào. 130.000 một áo, 7 cân đến 26 cân nha. Bin bin để lại địa chỉ nha. Áo bò lót lông xanh, áo bò lót lông xám này là 130.000, 7 cân đến 26 cân ạ. Lấy mẫu gì thì cho em xin địa chỉ số điện thoại đây nào. Comment 25k nữa em hủy đơn chị Thủy Thu nhá. Nào, áo phao không có 30 cân đâu chị ơi. Chị Phạm Cúc để lại địa chỉ nào. Phạm Cúc để lại địa chỉ số điện thoại nha. Set bò Gucci dài tay theo 150.000 một set, 7 cân đến 28 cân ạ. Set bò Gucci 150.000, 7 cân đến 28 cân nha. Áo da nào, chị Bin Bin để lại địa chỉ chị ơi. Số điện thoại ok có rồi, không cần nữa, cho em xin địa chỉ chị ạ. Áo bò lông xanh, áo bò lông xám này là 130.000 nha. Lấy mẫu gì để lại địa chỉ số điện thoại nha. Quần bò 110.000, nếu mà mua 2 quần còn 100.000 ạ. Quần bò rách 110.000 một quần, mua 2 quần sẽ còn 100.000 một quần nha. Đặt hàng mẫu gì để lại địa chỉ số điện thoại nha, chỉ có kiểu này thôi. Áo bò lông xanh xám 130.000, quần bò 110.000, mua 2 quần còn 100.000 một quần ạ. Thỏ Ngọc để lại địa chỉ nào, Tống Kim Huệ, ok chốt này. Chị Thỏ Ngọc để lại địa chỉ nha, không có địa chỉ không cho đơn đâu các chị ơi. Ok chị Phạm Phúc nha. Nào, áo quần bò này là 110.000 nha. Chị ơi em chỉ bán áo bò này thôi nhá, áo bò kia không bán nhá. Chị Lê Thị Tươi để lại địa chỉ nào. Áo bò lót lông xanh, áo bò lót lông xám này là 130.000 một áo, size cho các bé từ 7 cân đến 26 cân nha. Chị nào lấy áo bò lót lông comment vào đây luôn, để lại địa chỉ luôn nha. Trang Nguyễn cho em xin địa chỉ chị ơi. Trang Nguyễn để lại địa chỉ nào. Kaki còn mỗi màu vàng thôi chị ạ. Kaki lông, kaki lót lông còn mỗi màu vàng, 7 cân đến 28 cân, 130 nha. Dậu dậu lấy, đậu đậu lấy 2 quần để lại địa chỉ số điện thoại nào chị ơi. Quần bò có size cho bé 28 cân nhá chị nhá. Huyền bé quần bò có cho bé 25 cân nha. Nào, Trung Nguyên để lại địa chỉ nào. Ai lấy mẫu gì để lại địa chỉ chị ơi. Quần 24 cân vừa, 25 cân cũng vừa luôn nha. Nào, quần bò 110.000 một quần, nếu mà mua 2 quần còn 100.000 ạ. Chị nào lấy mẫu gì để lại địa chỉ số điện thoại nha. Phao xám 150 chị ơi. Áo phao xám 150.000 từ 15 cân đến 28 cân nha. Áo phao xám này là 150.000 còn từ 15 cân đến 28 cân nha. Áo da 130 chị ơi, da 130 nhá. Nào nhanh tay nào. Quần bò rách 110.000 nào. Ok chị Phạm Cúc nha, ok nha. Địa chỉ ở đâu chị ơi, em chỉ bán online thôi chị ạ. Chị đặt hàng ở đây em ship hàng cho nhá. Áo bò 9 cân vừa chị Lina. Lina lấy áo bò 9 cân để lại địa chỉ số điện thoại nào. Bò lót lông xanh, bò lót lông xám này là 130.000 nha. 7 cân đến 26 cân nha. Chị Trang Nghiệm ok này, chốt này. Áo phao là 150.000 một áo chị ơi, có từ 15 cân đến 28 cân nhá. Áo phao 150.000 một áo màu xám, có từ 15 cân đến 28 cân nha. Nào ok chị Bin Bin chốt nha. Chị Đậu Đậu cho em xin địa chỉ. Ok chốt đơn luôn này. Áo khoác dạ nào, đợi em một chút nha. Quần bò bao nhiêu cân nhở chị ơi. Quần bò là 110.000 một quần, nếu mà mua 2 quần sẽ còn 100.000 thôi nhá. Mua 2 quần còn 100.000 thôi. Áo phao bên nhà em mẫu đấy là dành cho cả bé trai bé gái luôn chị ạ. Ok chị Huyền bé nha. Chị Bảo Bảo để lại địa chỉ số điện thoại nào. Có 12 cân chị Hường Huyền nhá. Bảo Bảo để lại địa chỉ số điện thoại chị ơi. Bảo Bảo nào. 110.000 một quần rách này, nếu mà ai mua 2 quần là sẽ còn 100.000 một quần thôi ạ. Đặt hàng cho em xin địa chỉ số điện thoại nha. Ok chị Phạm Phúc nha. Chị Anh Khoa Trần lấy quần bò cho em xin thông tin nào, để lại địa chỉ số điện thoại nha. Quần bò 110.000 một quần, mua 2 quần còn 100.000 ạ. Áo phao 10 cân thì mặc không vừa rồi chị ạ. Áo phao này còn từ 15 cân đến 25 cân thôi nhá. Áo phao còn từ 15 cân đến 25 cân thôi nào. Ai lấy cái quần bò này cho em xin nốt thông tin địa chỉ số điện thoại nào chị ơi, để em chốt đơn nha. Ai có rồi thì không cần phải comment nữa đâu ạ. Áo bò lót lông xanh, lót lông xám 130.000, 7 cân đến 26 cân nha. Quần bò 30 cân không vừa chị ơi. Áo phao đen hết rồi nhá, còn mỗi áo phao xám với cả xanh rêu thôi. Ok chị Trung Nguyễn nha, vừa chị ạ, 5 tuổi vừa nhá.
Pha còn màu xanh rêu nữa chị ơi, pha còn màu xanh rêu với màu xám thôi, những cái màu khác hết rồi. Có chị ơi, quần bò 110 có 9 cân mà, mẫu nào cũng có cho các bé từ 7 cân đến 28 cân nhá. Chị Hương Huyền Hương ơi, áo khoác 12 cân có hết chị ơi, áo nào cũng có mọi người ạ. Quần bò này là 110 nghìn một quần, 7 cân đến 28 cân nha, các chị nghe rõ cân nặng cho em ạ. Quần lót lông không chị ơi, quần không lót lông nhá. Quần bò này là ấm rồi chị ạ, quần bò này rất là dày rồi nhá. Chị Lina để lại địa chỉ đi chị ơi. Ok, chị Thanh Tú Nguyễn, Thanh Tú Ngờ Lê để lại địa chỉ nào chị ơi. Ờ, em chưa chốt đơn cho chị nào hai cái ấm chị nhá. Đấy là bên bên kia người ta chốt chị ạ, bên kiểm tra người ta chốt nhá. Không, nếu mà không chốt thì không được gửi hàng đâu. Áo phao 150 chị ơi, áo phao 150.000 nha. Áo phao xanh rêu này là 150.000 từ 15 cân đến 28 cân ạ. Phao xanh rêu 150.000 từ 15 cân đến 28 cân này. Chị nào lấy áo nào để lại địa chỉ số điện thoại nào. Chị Lily Mai Hoa còn nha, áo dạ 99.000 còn nha. Áo dạ 3 màu, màu be, màu cam đất, màu xanh 99.000 một áo này. Chị nào lấy áo dạ để lại địa chỉ số điện thoại nào. Dạ đủ size từ 7 cân đến 30 cân nha. Áo dạ đủ size cho các bé từ 7 cân đến 30 cân, phí ship toàn quốc là 30.000, đơn hàng trên 500.000 miễn phí ship nhá. Áo bên nhà em là áo dành cho cả nam cả nữ chị ạ, chỉ có mỗi màu áo đấy thôi, không có mẫu khác đâu. Áo khoác dạ này là 99.000 một áo, màu be, màu cam đất và màu xanh này. 7 cân đến 30 cân 99.000 một áo nha. Đặt hàng áo dạ cho em xin địa chỉ số điện thoại luôn ở đây nha. Áo dạ 99.000, 7 cân đến 30 cân ạ. Ok, chị anh Candy để lại địa chỉ số điện thoại nào. Anh Candy để lại địa chỉ số điện thoại nha. Phao 7 cân không vừa đâu chị ơi. Anh Candy để lại địa chỉ số điện thoại nào. Bộ jean là 150 chị ạ. Bin bin chốt này. Chị Trung Nguyễn ok chốt nha. Bộ bò xanh 150.000 chị ơi. Đây ạ. Bộ bò xanh dài tay 150.000, 7 cân đến 28 cân nha. Chị nào lấy bộ bò xanh này để lại địa chỉ số điện thoại cho em luôn nào. 150 một bộ ạ. Shop mình ở đâu vậy em ở Hà Nội nhưng mà em chỉ bán online thôi. Chị ơi 26 cân vừa áo phao nhá, chị Tú khuyên nhá, 26 cân vừa này. 150.000 một áo phao có từ 15 cân đến 28 cân nha. Ok, chị Hương Huyền Hương để lại địa chỉ số điện thoại nào. Chị Hương Huyền Hương để lại địa chỉ số điện thoại nha. Chị Nguyễn Liên ơi, có đầy đủ thông tin là được chốt chị nhá. Còn bộ bò lông cho bé 29 30 cân không không nhá. Chị Anh Candy ơi ok nha. Nào ok, chị Ngọc Trâm Nguyễn này. Bin bin chốt này. Áo phao chỉ có màu này thôi và nó là màu dành cho cả nam cả nữ luôn nhá. Trai gái đều mặc được các chị ơi. Áo phao xám và áo phao xanh rêu em có từ 15 cân đến 28 cân này. Chị nào lấy áo phao comment luôn vào đây nha. Còn từ 15 cân đến 28 cân nha. Kaki vàng bây giờ chỉ còn từ 15 cân đến 25 cân thôi các chị ơi. Kaki vàng lót lông này chỉ còn mỗi từ 15 cân đến 25 cân thôi. Chị nào lấy áo kaki vàng comment vào đây luôn nha. Bên trong là lót lông 100% ạ. Chị Ngọc Trâm Nguyễn chốt này. Áo phao 26 cân vừa cái áo vừa nãy nhá. Anh Thư nhá, lấy thì để lại địa chỉ số điện thoại nha. Phao là 150 chị ạ. Ok, chị Hana Kute nha. Áo da là 130. Chị lấy áo da gì đây? Áo da bây giờ em mới dơ lên mà. Áo da này là 130.000 nha. Lấy áo da để lại địa chỉ số điện thoại đây luôn cho em nha. Chị Tuyết Vân ơi, không phải cho địa chỉ chị ạ. Ai được mua thì em sẽ xin địa chỉ và gọi điện thoại nhá. Chị Nguyễn Mia ơi, quần jean 24 cân 25 cân vừa chị ơi, tiền ship là 30 nha. Quần jean này 24 25 cân vừa này chị ơi, quần 110.000 nha. Mua từ 2 quần thì sẽ chỉ còn 100.000 một quần thôi ạ. Mua từ 2 quần thì chị sẽ chỉ còn 100.000 một quần thôi nha. Đặt hàng mẫu gì để lại địa chỉ số điện thoại nào. Áo phao có 12 cân không á? Có à, không không chị ơi, không có 12 cân. Quần bò lông cho bé 30 cân không không. Kaki vàng chỉ có mỗi màu vàng thôi ạ. Còn mình 29 25 cân. 29 30 cân không vừa đâu chị ơi. Quần bò rách này là 110.000 một quần, mua 2 quần sẽ chỉ còn 100.000 một quần thôi nhá. Áo da 30 cân không vừa. Áo khoác da bên nhà em đủ size cho các bé từ 7 cân đến 28 cân này, không có cho bé 30 cân đâu. Nguyễn Liên để lại địa chỉ giúp em nha. Chị Nguyễn Liên để lại địa chỉ nha. Đinh Huyền để lại địa chỉ nào. Lily Hoa Mai để lại địa chỉ nha. Đinh Huyền, Nguyễn Liên và Lily Hoa Mai các chị ơi. Đặt hàng thì phải cho em xin địa chỉ luôn nhá. Hôm nay không có địa chỉ là không được đâu ạ. Hôm nay không có địa chỉ là không cho đơn đâu. Áo dạ 99.000 nha, áo dạ 99.000 nha. Mọi người ơi, lưu ý này, 29 30 cân không mua được hàng bên nhà em đâu, bởi vì hàng bên nhà em không có đến size đấy nhá. Chỉ có áo dạ là có đến size 30 cân thôi. Áo phao 8 cân không vừa. Áo khoác dạ này là 99.000 một áo, 7 cân đến 30 cân nha. Dạ màu nâu, dạ màu cam đất, dạ màu xanh nha, 99.000 một áo ạ. Áo phao 150 chị Thu Thủy ơi.
Áo phao này là 150.000 nhá, 15 cân đến 28 cân ạ. Em ở Hà Nội, chị Hân Gia Phạm ơi, áo phao nữ 12 cân không có, em đã bảo là không có rồi. Chị nào đặt mẫu gì thì cho em xin thông tin ở đây luôn nào. Quần bò rách xanh, rách xám này là 110.000, ok chốt chị Lina, ok nha. Ồ đúng rồi chị ạ, cho địa chỉ luôn ở đây để em cho đơn nhá. Set này là quần bò này là 110.000 ạ. Quần bò này là 110.000, nếu mà chị nào mua từ hai quần thì sẽ chỉ còn 100.000 một quần thôi nhá. Chị Tuệ Linh thấy rồi này, kaki lót lông là 130 chị ơi. Hoàng Ngọc Lan lấy dạ màu kem để lại số điện thoại nào, địa chỉ nào. 99.000 một áo khoác dạ Hàn nha. Áo khoác dạ Hàn 3 màu 99.000 một áo nha. Đặt hàng áo khoác dạ cho em xin địa chỉ số điện thoại ạ. Áo phao chỉ còn màu xanh với cả màu xám thôi. Áo màu vàng phía sau có size nhỏ không em? Có từ 15 cân thôi chị ạ. Áo màu vàng phía sau còn từ 15 cân đến 25 cân nha. Kaki vàng còn từ 15 đến 25 cân. Đặt hàng cho em xin thông tin ở đây ạ. Bò lót lông xanh, lót lông xám là 130.000 nhá. Áo khoác bò lót lông xanh xám 130.000, kaki vàng là từ 15 cân đến 25 cân nha. Bé trai và bé gái đều mặc vừa chị ạ. Cho mình xem áo da 15 cân nhá. Áo da 14 cân, áo da này chị ơi, em chỉ có áo da này thôi. Da đen, da nâu này là 130.000 này. Chị nào đặt hàng áo da cho em xin địa chỉ xuống thả đây này. Áo khoác da này là 130.000 một áo, 7 cân đến 26 cân nha. Áo màu vàng phía sau có size nhỏ không em? Size nhỏ là 15 cân nhá. Áo khoác vàng đằng sau size nhỏ là 15 cân nha. Áo da này là 130.000 nào, không có quần bò lót lông chị ơi. Chị nào lấy mẫu gì thì để lại địa chỉ xuống thả ở đây. Và em có mẫu gì là em đã giới thiệu hết rồi. Nên là những cái mẫu mọi người hỏi thì hầu như là không có đâu ạ. Ok chị Tâm Trinh nhá. Áo khoác da này là 130.000, có size cho các bé từ 7 cân đến 28 cân nha. Da đen và da nâu nha. Chị nào lấy áo da này cho em xin thông tin ở đây nào chị ơi. Da đen, da nâu này là 130 này. Chị Lily Hoa Mai chốt này. Áo da màu đen đây chị ơi, 130 một áo nha. Chị Trần Hương lấy áo da này không? Quần bò 20 cân á, quần bò em có quần bò rách thôi chị ạ. Quần bò chỉ có cái quần bò rách này thôi, 110.000 một quần nha. Mua hai quần có 100.000, ok chị Hảo Lê nhá. Trai gái đều mặc được chị ạ, mẫu gì cũng vậy. Trai gái đều mặc được chị Trần Hương ơi, chị cứ đặt đi ạ. Bé trai, bé gái này mình đều mặc được hết nhá. Quần bò này là 110.000 một quần, nếu mà mua hai quần sẽ còn 100.000 này. Mua hai quần sẽ chỉ còn 100.000 thôi nha. Lấy mẫu quần bò để lại địa chỉ xuống thoại đây luôn nha. Quần bò 33 cân không vừa đâu chị ạ. Chị Hảo Lê ok chốt này, dạ 99.000 chị ơi. Áo dạ 3 màu 99.000, dạ màu be, dạ màu cam đất, dạ màu xanh 99.000 nha. Chị ơi có địa chỉ số điện thoại là sẽ được chốt chị Lam Mai nhá. Áo khoác bò lót lông bao nhiêu cân mặc vừa? 7 cân đến 26 cân vừa chị ạ. Áo khoác bò lót lông xanh, lót lông xám là từ 7 cân đến 26 cân vừa, áo bò 130 nha. Bò lông 130 dạ 99.000 nha. Nào ok chị Hân Gia Phạm nào, Nguyễn Liên ơi, bò lông 130.000 từ 7 cân đến 26 cân vừa nha. Quần bò 110.000, quần bò 16 cân vừa đấy chị ạ. Quần bò 16 cân vừa nhá. 110.000 một quần chị ơi, quần bò rất là dày dặn nhá, nhưng mà không lót lông đâu. Quần bò rất là dày dặn, chỉ cần mặc như thế này là đủ ấm rồi ạ. 110.000 một quần, mua hai quần sẽ còn 100.000 nha. Áo khoác da đen bé trai là 130 chị Hải Yến nhá. Ok chị Lan Mai nha, cái gì đấy? Đây ạ, à, ok chị Lam Mai nha. Áo khoác da này là 130.000 nào. Chị nào đặt nào, Hương Thu để lại địa chỉ chị ơi. Hương Thu cho em xin địa chỉ nào. Khoác da đen 130, không có áo nỉ mũ đâu nhá. Áo khoác da đen này là 130.000, 7 cân đến 28 cân nha. Áo bò lông xanh xám 130.000 một áo ạ. Áo bò lót lông xanh, lót lông xám 130.000 một áo. Áo dạ 99.000 nha. Áo khoác dạ 3 màu 99.000 nha. Chị nào lấy áo dạ comment vào đây luôn cho em đi ạ. Dạ xanh, dạ be, dạ cam đất 99.000 một áo nào. Chị nào lấy áo khoác dạ comment luôn vào đây cho em đi nào. 20 cân mặc vừa quần nhá chị Việt Anh ơi, 20 cân vừa nha. 18 cân vừa luôn chị ơi. Nào nhanh đây lên đi nào, mặc còn nóng không em? Chị ơi mặc ấm mà, bây giờ là mùa đông mà chị. Chị Nguyễn Việt để lại địa chỉ nào. Chị Nguyễn Việt để lại địa chỉ cho em luôn nha. Áo khoác dạ này là 99.000 một áo nha. Dạ màu xanh, dạ màu be, dạ màu cam đất 99.000 một áo nào. Đủ size cho các bé từ 7 cân đến 30 cân. Nguyễn Việt để lại địa chỉ nào. Quần bò 20 cân á, 20 cân quần bò không vừa đâu. À vừa, nhầm. Chị Đạt đi ạ, quần bò 20 cân vừa nhá chị Việt Anh ơi. Ok chị cu khoai nha. Áo phao xám 10 cân không vừa. Phao xám chỉ có từ 15 cân đến 25 cân thôi. Quần bò 110.000 một quần nha. Áo bò lông có size 25 cân không? Có chị ơi. Chị Gia Vi Phạm ơi, áo bò lông có 25 cân nha.
Áo bò lót lông có từ 7 cân đến 26 cân, quần bò có từ 7 cân đến 28 cân nhá. Mọi người nghe rõ cân nặng này. Em đã báo rất rõ cân nặng rồi, chị nào đặt thì comment luôn vào đây nhá. Từ 7 cân đến 28 cân là vừa quần bò nhá. Áo bò là từ 7 cân đến 26 cân. Thương Nguyễn để lại địa chỉ nào. Chị Việt Anh ơi, chị không nghe thấy em nói gì à? Chị comment chị comment xong là ấy comment đấy cho em cân nặng đi, địa chỉ số điện thoại đi ạ. Các mẹ hỏi là đặt hàng nhưng không để là số. Em cũng không hỏi được. Số điện thoại không có. Chị nào đặt hàng mẫu gì nhớ để lại địa chỉ số điện thoại nha, em báo rõ cân nặng rồi mọi người ạ. Quần bò 110.000 một quần có đủ size cho các bé từ 7 cân đến 28 cân luôn nha. Áo da có 14 cân không? Chị Lê Nguyễn Hoàng Long ơi có, chị ơi để lại địa chỉ số điện thoại nào. Thanh Vân Ngô để lại địa chỉ luôn nha. Thương Nguyễn ơi để lại địa chỉ số điện thoại nào. Áo bò lót lông xanh, lót lông xám này là 130.000 một áo, 7 cân đến 26 cân. Chị Nguyễn Việt ok nhá. Quần bò 110.000 một quần, mua từ 2 quần còn 100.000 nha. Em đã nói rất là rõ cân nặng rồi ạ. Chị nào đặt mẫu gì thì để lại địa chỉ số điện thoại đây ạ. Ai mà không có cân nặng là em đã báo rồi nhá. Chị Việt Anh ok nha, để lại địa chỉ số điện thoại cho em nha. Chị Mỹ Lộc Nguyễn để lại địa chỉ nào. Thế bé nhà mình không vừa rồi, từ 29 cân trở lên là không vừa đồ nhà em đâu chị ơi. Chị Ngọc Trâm Nguyễn để lại địa chỉ số điện thoại nào. Dạ là từ 7 cân đến 30 cân vừa chị ơi. Áo dạ 3 màu đây này. Áo dạ màu be, áo dạ màu xanh, áo dạ màu cam đất, 99.000 một áo, 7 cân đến 30 cân nha. Ai đặt mẫu gì mọi người nhớ để lại địa chỉ số điện thoại đầy đủ nha. Nếu mà đặt mà không có thông tin địa chỉ số điện thoại đầy đủ thì em không gửi được đâu ạ. Nào ok chị ơi, quần bò không phai màu chị nhá, quần bò không phai màu nhá. Ok Kim Thương Nguyễn nha, chốt nha. Áo khoác bên nhà em dành cho cả bé trai bé gái ạ. Áo dạ màu xanh, áo dạ màu be, áo dạ màu cam đất, 99.000 một áo, 7 cân đến 30 cân nào. Quần 18 cân, phao 18 cân có chị Thu Thủy nhá. Áo phao 18 cân là vừa nhá. Áo phao từ 15 cân đến 28 cân vừa, 150.000 một áo nha. 18 cân là chắc chắn vừa luôn chị Thu Thủy ơi. Áo phao 150.000 một áo, 15 cân đến 28 cân nào. Chị nào đặt hàng áo phao để lại địa chỉ số điện thoại nào. Chị Đức Quang để lại địa chỉ số điện thoại chị ơi. Cho anh hai áo bò một xám khói ok nha. Anh ơi để lại địa chỉ số điện thoại cho em nào. Áo bò 130.000, 7 cân đến 26 cân ạ. Mọi người ơi đặt mẫu gì cho em xin địa chỉ số điện thoại đầy đủ nha. Em thấy rất nhiều người không có thông tin gì vậy thì không gửi hàng đâu ạ. Ai chắc chắn lấy hàng thì để lại địa chỉ số điện thoại đây cho em luôn nha. Áo khoác bò lót lông xanh, áo khoác bò lót lông xám này là 130.000 một áo này. Anh Đức Quang để lại địa chỉ nào. Bé trai bé gái được mặc vừa tất cả đồ bên nhà em nhá. Ok chị Việt Anh nha. Áo bò lông xanh xám này là 130.000, áo da cũng là 130 nha. Áo khoác da đen, áo khoác da nâu này là 130.000, 7 cân đến 28 cân ạ. Áo khoác bên nhà em trai gái được mặc vừa nhá. Chị Thảo Nguyên Xanh lấy quần bò không phai màu chị ạ. Để lại địa chỉ số điện thoại đây cho em nha. Màu rêu có chị ạ, cái màu rêu đấy có 18 cân nhá. Em ở Hà Nội nhưng mà em chỉ bán online thôi. Chị nào mua thì comment với em ship hàng nhá. Đây ạ, áo phao màu xanh rêu này là 150.000 một áo, từ 15 cân đến 28 cân nào. 150.000 một áo phao màu xanh rêu, từ 15 cân đến 28 cân, có 18 cân nha. Chị nào lấy thì để lại địa chỉ số điện thoại nha. Phao xanh rêu 150.000 ạ. Áo phao chỉ có màu xanh với màu xám này là 150.000 một áo thôi chị ơi. Áo phao bán hết rồi nha. Màu xanh rêu và màu xám này còn hai màu, từ 15 cân đến 28 cân ạ. Đặt hàng cho em xin địa chỉ số điện thoại nào. Phao xanh rêu, phao xám từ 15 đến 28 cân nha. 150.000 một áo nha. Áo khoác bên nhà em trai gái được mặc vừa chị ạ. Áo dạ 99.000 này, dạ xanh, dạ nâu này, dạ cam, 99.000 một áo nha. Chị nào đặt hàng áo dạ cho em xin địa chỉ số điện thoại nào. Dạ 99.000 ạ. Áo bò lót nỉ cho bé mình. Áo bò lót nỉ, em chỉ có áo bò lót lông thôi, không có miễn phí ship đâu chị nhá. Em không miễn phí ship cho ai đâu. Đơn hàng nào trên 500.000 thì sẽ được miễn phí ship nha. Áo bò lót lông xanh, áo bò lót lông xám đây là 130.000, 7 cân đến 26 cân ạ. Bò lót lông xanh, bò lót lông xám này 130.000 một áo, 7 cân đến 26 cân nha. Ok, chị Thương Nguyễn nha, lấy áo da nâu nha. Áo da là 130.000 chị ơi, da đây nhá, da đen, da nâu 130.000 này. Ai lấy mẫu gì cho em xin địa chỉ số điện thoại đầy đủ ạ. Em đã tư vấn rất là nhiều rồi đấy, các chị không cho em xin địa chỉ số điện thoại thì em không gửi hàng được đâu. Áo bò lông xanh xám 130 nha. Áo bò chỉ có áo bò lót lông, không có áo bò lót nỉ đâu nhá. Bò lót lông 130.000 một áo, 7 cân đến 26 cân ạ. Ok chị Thanh Thảo nào, đấy đặt hàng phải để lại đầy đủ thông tin như thế. Áo xanh còn cho bé 19 cân không? Còn chị ơi em đã báo là đủ size nữa, bé từ 7 cân đến 26 cân, các chị cứ đặt thoải mái ạ. Áo bò lót lông đủ size cho tất cả các bé từ 7 cân đến 26 cân, màu nào cũng đủ nha.
Nào lấy mẫu gì cho em xin thông tin nào. Lê Thị Thu ơi, lấy bò lót lông xanh 13 cân đó. Để lại địa chỉ số điện thoại nào. Ok, Đức Quang chốt nha. Lê Thị Thu để lại địa chỉ số điện thoại cho em nha. Áo dạ nâu, ok chị Thu Thủy nào. Thu Thủy để lại địa chỉ số điện thoại nào. Được kiểm tra trước khi nhận chị ơi. Ok chị Trần Hương để lại địa chỉ nha. Trần Hương cho em xin địa chỉ nào. Áo khoác bò lót lông này là 130.000 nha. Bò lông 130.000 ạ. Chị cậu quay bò lông đây nhá, 130.000 nào. Chị Thu Thủy lấy dạng nâu mười mấy cân đấy, để là địa chỉ số điện thoại nha. Áo bò lót lông xanh, áo bò lót lông xám là 130.000 một áo ạ. Chị ơi ai cũng được kiểm tra hàng trước khi nhận nhá. Bên nhà em cho kiểm tra hàng trước khi nhận thoải mái ạ. Set bò là 150.000, áo bò lông 130 nha. Set bò 150, áo bò 130 nha. Áo jean 130 chị Bích Thuận ơi. Chị Trần Hương để lại địa chỉ cho em đi nào. Chị ơi đặt hàng để lại đầy đủ thông tin là sẽ được chốt nhá. Nào, 46 cân không mặc vừa mẫu gì đâu chị ơi, 22 cân vừa chị Lê Thị Thu nhá. 22 cân vừa chị ạ, à, em đã báo đủ mà. Áo bò lót lông xanh xám là 130.000 một áo từ 7 cân đến 26 cân nha. Bò lót lông xanh, bò lót lông xám từ 7 cân đến 26 cân này. Set bò này là 150.000 7 cân đến 28 cân ạ. Set bò 150.000 nha, áo da là 130 chị cậu qua ơi. 22 cân vừa Lê Thị Thu để lại địa chỉ số điện thoại nào. Chị cậu quay áo da là 130 nha. Ok cho mình màu xanh nhé. Ok chị Lê Thị Thanh Thảo nha. Ok chị Từ Khuyên nha. Chị Lê Thị Thanh Thảo ơi có địa chỉ số điện thoại chưa nhỉ? Set bò là 150.000 nha mọi người ơi. Set bò 150.000. Áo phao chỉ có áo phao thường thôi, không có áo phao lót lông đâu ạ. Áo phao này là áo phao thường có size từ 15 cân đến 28 cân 130 một áo nha. Áo phao là 130.000 một áo từ 15 cân đến 28 cân ạ. Ai lấy áo phao để lại địa chỉ số điện thoại nào. 150 một áo nào. Áo da 130 chị ạ. Ok chị Thu Thúy nha. Chị Bích Trâm ơi set bò là 150 nhá. Đây áo dạ 99.000 đây. Set bò đây là 150.000 này. Set bò xanh, set bò xám 150.000 một set nha. 7 cân đến 28 cân nha. Ok chị Thu Thủy này. Chị Bích Trâm ơi set bò 150 ạ. Ok chị Thu Thủy nhá. Đây ạ. Set áo jean là 130 chị Bích Thuận ơi. Áo bò lông này là 130.000 nha. Cho mình xem lại quần bò rách màu đen. 12 cân vừa chị ơi, 12 cân vừa nhá. Em đã báo sai rồi, set bò không có 30 cân đâu. Quần bò 110.000 một quần nha. Mua từ 2 quần còn 100.000 một quần nha. Ok chị Lê Thị Thu nào. Set bò này có cho các bé từ 7 cân đến 28 cân là 150.000 một set ạ. Còn quần bò này là 110.000 một quần nha. Áo phao ghi á, số em ở Hà Nội chị ạ. Bé trai 28 cân mặc vừa loại này nhớ, set bò này. Set bò nha. Áo phao ghi từ 15 cân đến 28 cân này, 150 một áo nha. Áo phao 150 một áo ạ. Set bò là 150, áo phao cũng là 150 ạ. Áo dạ cho bé 6 tuổi 18 cân. Áo dạ có chị ơi, áo dạ 99.000 nhớ. Chị Anh Trúc Hoa ơi, áo phao tất nhiên là phải dày rồi chị ạ. Có 12 cân, áo da 12 cân vừa chị ơi, áo da 12 cân vừa nhá. Áo da vừa nãy 12 cân vừa chị ạ. Áo da cho các bé từ 7 cân đến 28 cân luôn nha, giá là 130 một áo nha. Áo da 130.000 một áo nào, chị Trần Xuân ơi dạ 99 chị ạ. Áo jean 130 chị Bích Thuận có lấy không, lấy thì để lại địa chỉ số điện thoại nha. Trần Hương để lại địa chỉ nha. Áo dạ là 99.000 dạ hàn chị ơi. Dạ hàn 3 màu này, màu be, màu cam đất, màu xanh 99.000 một áo này. Chị nào lấy áo dạ hàn để lại địa chỉ số điện thoại nào. Ok chị Nhi Khanh để lại địa chỉ số điện thoại nha. Nhi Khanh cho em xin địa chỉ số điện thoại nào. Áo khoác dạ Hàn Quốc màu xanh, màu be, màu cam đất này 99.000 một áo đủ size cho các bé từ 7 cân đến 26 cân ạ. Chị nào lấy áo khoác dạ này cho em xin địa chỉ số điện thoại nha. Không có Shopee chị ơi, bên nhà em ship code toàn quốc, phí ship là 30.000 nhá. Áo khoác dạ Hàn Quốc màu be, màu cam đất và màu xanh, size từ 7 cân đến 30 cân nha. Quần bò lót lông cho bé trai không? Không chị ạ, không có quần bò lót lông. Cho mình không có bộ nỉ chị ơi, em chỉ có những cái mặt hàng em bán thôi nhá. Áo da cho, không phải áo da. Chị Trần Thảo ơi, áo da là 130 chị ạ. Dạ là 99, da là 130. Da là 130.000 7 cân đến 28 cân nha. Áo da đấy là áo da của cả trai cả gái rồi chị ạ. Áo dạ này là áo dạ dành cho cả bé trai bé gái rồi nhá. Áo dạ Hàn Quốc này, bé trai và bé gái đều mặc được. 99.000 một áo, 7 cân đến 30 cân nha. Áo dạ là 99, còn áo da thì nó là 130.000 nhá. Da đen, da nâu 130 này, 7 cân đến 28 cân. Chị nào lấy áo da comment vào đây ạ. Áo khoác da đen, áo khoác da nâu 130.000 nha.
Bộ jean bao nhiêu? Bộ jean là 150 chị ơi. Áo phao chỉ có màu đấy thôi. Nếu mà có màu khác thì em đã dơ lên rồi. Áo bò lon lông, ok chị Nguyễn Thị Tú Anh, để lại địa chỉ số điện thoại nha. Áo da bên nhà em chỉ có loại đấy thôi ạ. Chị Nguyễn Thị Tú Anh, để lại địa chỉ số điện thoại nào. Bộ jean là 150.000 một bộ nha. Màu xanh, màu xám nha. Jean xanh, jean xám một set này là 150.000 một bộ ạ. Áo khoác jean bên nhà em vẫn bán là 130.000 một áo nhá. Khoác bò lon lông xanh, bò lon lông xám 130.000 nha. Bò lót lông xanh, bò lót lông xám 130.000 7 cân đến 26 cân ạ. Chị Thảo Lê ơi, đây là áo khoác bò lót lông nhá. Bò khoác lót lông này, 130.000 một áo nha. Chị Nguyễn Thị Tú Anh, để lại địa chỉ nào. Chị Di Huỳnh ơi, bộ jean là 150.000 nha, 7 cân đến 28 cân ạ. Cho coi áo da, áo da là 130. Set này là 150 nha, set bò này là 150.000. Ok chị Thu Thủy nhá. Áo khoác jean là 130 chị ạ. Nhi Khánh ok, chốt đơn luôn nha. Áo khoác da đen, áo khoác da nâu này giá là 130.000 7 cân đến 26 cân ạ. Chị Tú Anh ơi, để lại địa chỉ nào, không có địa chỉ không chốt đơn đâu. Áo da đen, áo da nâu này là 130.000 nha, 7 cân đến 26 cân nha. Da đen, da nâu 130.000 ạ. Áo khoác da màu đen bé 5 tuổi. Ok chị Như Phương Mai nha. Như Phương Mai, để lại địa chỉ số điện thoại giúp em đi nào. Áo bò loại cổ lông không chị? Không có chị ạ. Áo bò có loại cổ lông không? Không có rồi. Chị Như Phương Mai, để lại địa chỉ số điện thoại nào. Chị Xuân Mùi ơi, cộng thêm 30.000 ship cho em nhá. Ở đâu cũng vậy ạ. Phí ship là 30.000 toàn quốc nha. Áo khoác da đen, áo khoác da nâu này giá là 130.000 7 cân đến 26 cân nhá. Áo phao là 150.000 từ 15 cân đến 28 cân ạ. Áo phao có màu xanh rêu và màu xám này. 150.000 một áo từ 15 cân đến 28 cân nha. Chị nào đặt áo phao comment luôn vào đây nha. Áo khoác jean nam là 130 chị ơi. Cái áo đấy là jean cho cả nam cả nữ nhá, chứ không phải là của bé gái đâu chị ơi. Áo phao là 150 ạ. Hai bộ cho bé trai 13 cân không ạ? Có chị ơi, chị Thu Bùi ấy có nhá. Bộ bò có từ 7 cân đến 28 cân nha. Bộ bò này có từ 7 cân đến 28 cân, cả hai màu đều có cho bé nhà mình luôn nhá, 13 cân nhá. Áo khoác jean nam này là 130.000 một áo, 7 cân đến 26 cân nha. Áo khoác bò lót lông nam nữ đều mặc được, 130.000 một áo ạ. Ai đặt hàng áo bò lót lông này em còn size từ 7 cân đến 26 cân. Các chị để lại địa chỉ xuống hạ đây luôn cho em nha. Áo phao là 150 chị ơi. Áo khoác da màu đen bé 13 cân. Ok chị Thám Lê, để lại địa chỉ số điện thoại nào. Không miễn phí ship đâu chị ơi. Đơn hàng nào trên 500.000 thì sẽ được miễn phí ship nha. Ok chị Lan Trần, để lại địa chỉ số điện thoại nào. Lan Trần, để lại địa chỉ số điện thoại nha. Áo phao chỉ còn mỗi màu xanh rêu và màu xám, giá là 150.000. Còn size từ 15 cân đến 28 cân nha. Phao còn mỗi hai màu này thôi, không còn màu khác đâu ạ. Áo phao chỉ còn mỗi hai màu xanh rêu và xám, giá là 150.000 một áo, size từ 15 cân đến 28 cân nha. 3 tuổi là bao nhiêu cân chị ơi? Áo da bên trong lót gió không chị ạ? Ok chị Tú Anh nha, chị Tú Anh cho em xin địa chỉ nào. Chị Vân Hoàng cho em xin địa chỉ số điện thoại nào. Vân Hoàng và Tú Anh đấy, set bò đúng không ạ? Cho em xin địa chỉ số điện thoại nha. Set bò 150.000 nha. Hương Đoàn ơi, bên trong áo da thì chỉ là lót gió thường thôi chị ơi. Áo da bên trong lót gió nhá, 130 nhá. Phí ship 30.000 toàn quốc chị ạ. Bộ còn mẫu khác không? Không. Nào chị nào đặt mẫu gì? Ok chị ngoài set bò thì còn lại là 28 cân không shop. 28 cân còn áo da. Chị Tú Anh, để lại địa chỉ nào. Áo da màu đỏ không? Áo phao chỉ có kiểu đấy thôi chị ơi. Nếu mà có kiểu khác thì em cũng đã bán rồi nhá. Áo khoác da này là 130.000 một áo, có màu đen và màu nâu nha. 137 cân đến 26 cân. Chị Phương ơi, ship là 30.000 toàn quốc ạ. Chị Thắm Lê cho em xin địa chỉ, em chốt đơn luôn nào. Set bò là 150 nha, đặt hàng cho em xin địa chỉ nha. Chị Vân Lê Thị ơi, 20 cân vừa, nhưng mà bây giờ em đang live không lấy được đâu ạ. Bây giờ em đang ngồi lại ở nhà và cửa hàng bên nhà em thì không phải ở đây nhá. Set này là áo phao có 20 cân, chị yên tâm đặt em sẽ gửi đúng size nha. Thắm Lê, để lại địa chỉ chị ơi. Chị ơi không ạ, à, em không bán đồ người lớn đâu, em bán cho trẻ con mà. Có màu cho con gái không ạ? À? Chị ơi, con gái mặc màu kem này, màu xám này đẹp mà chị. 150.000 một áo nhá, 150 một áo. Áo da là 130 chị Thanh Nhàn ơi. Áo da chỉ còn mỗi màu đen với cả màu nâu này thôi, 130.000 một áo nha. Chị nào lấy cho em xin địa chỉ số điện thoại để em chốt đơn cho ạ. 130.000 một áo da này nhá. Da đen, da nâu nha, đủ size cho các bé từ 7 cân đến 28 cân. Chị nào lấy áo khoác da này cho em xin thông tin nào. Có màu cho con gái không ạ? Con gái mặc màu xám đẹp mà chị. Màu xám 150.
Áo phao thì nó chỉ còn kiểu đấy thôi, tại vì là áo phao giờ em chưa về ấy. Bây giờ nó chỉ còn sót lại vài 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 chiếc thôi, em bán nốt thôi. Lạnh thế. Ok nha chị, Cao Ánh Nhi để lại địa chỉ số điện thoại nào. Cao Ánh Nhi để lại địa chỉ số điện thoại nào. Kaki em còn mỗi màu vàng chị ơi, kaki còn duy nhất màu vàng, từ 15 cân đến 25 cân 130 một áo nha. Từ 15 cân đến 25 cân 130.000 một áo phát kaki ạ. Chị nào lấy áo kaki comment luôn nào. Quần cho bé 25 cân chị ơi, quần 25 cân thì em có quần bò không nhá. 25 cân lấy quần bò đi chị ơi, quần bò 110 nha, mua hai quần còn 100 nha. Quần bò 110.000 mua hai quần 100.000 nha. 10 cân đến 17 cân thì mua áo bò lót lông chị ạ. Bò lót lông 130.000 rất ấm nha. Bây giờ cái thời tiết này là mua áo bò lót lông là hợp nhất, bởi vì là nó vừa đẹp nó lại còn vừa ấm nữa chị ạ. Bên trong lót lông 100% này, mặc rất là xinh luôn nhá. Áo khoác bò lót lông xanh xám này, có cho các bé từ 7 cân đến 26 cân nha, trai gái đều mặc đẹp nha. Áo da 25 cân vừa chị Vũ Tuyết ơi, áo da 25 cân vừa nhá, 130.000 một áo da. Chị Vũ Tuyết lấy áo da thì để lại địa chỉ số điện thoại đây nha. Ok chị Thắm Lê chốt nha. Vũ Tuyết lấy áo da thì để lại địa chỉ số điện thoại nào. Ok chị Thùy Dương Phan chốt này. Áo bé gái thì em lại không còn áo màu bé gái, màu hồng không có đâu chị ạ, chỉ còn mỗi màu vàng thôi. Kaki này màu màu vàng con gái mặc đẹp này chị ơi, 15 cân đến 25 cân nhớ 130. Kaki 130.000 từ 15 cân đến 25 cân nha. Áo da là 130.000, nó chỉ có hai màu đen với cả màu nâu đấy thôi chị ạ. Mẫu bên nhà em thì là hầu như nó cũng là mẫu chung dành cho cả bé trai và bé gái, nên là mọi người hỏi bé gái bé trai em không có đâu, em chỉ có mẫu như thế thôi, trai gái đều mặc được. Áo khoác kaki vàng bên trong lót lông 100%, giá của nó là 130.000 một áo, có từ 15 cân đến 25 cân. Chị nào đặt cái áo khoác kaki vàng này để lại địa chỉ số điện thoại nha. Trai gái đều mặc được chị ạ. Mua hàng được chuyển tiền qua tài khoản được không? Có chị ơi, mua hàng chuyển tiền qua tài khoản được nhá. Chị cứ inbox cho em đi, em sẽ gửi số tài khoản cho chị. Áo dạ thì nó là 99.000 một áo, 7 cân đến 30 cân nha. Dạ be, dạ cam đất, dạ xanh 99.000 một áo này. 7 cân đến 30 cân này, chị nào đặt hàng áo dạ này cho em xin thông tin nào. Áo dạ 99.000 nha. Áo dạ, áo da tầm 4 tuổi mặc được không? Được chị ơi, 4 tuổi bao nhiêu cân nhỉ? 4 tuổi thì khoảng 15 cân à? Mặc được nhá. Áo da size đủ, size to luôn, 130.000 một áo ạ. Áo da đen, áo da nâu là 130.000 một áo, size cho các bé từ 7 cân đến 28 cân nha. Chị nào lấy áo da comment vào luôn vào đây em chốt đơn ạ, da ngu trì nhá. Set bò là 150.000, nãy chị nào lấy hai set bò để đặt địa chỉ số điện thoại nào chị ơi. Ai đặt hàng mà không có địa chỉ không chốt được đơn đâu, hôm nay là không có địa chỉ là em hủy đơn rồi đấy. Set bò này là 150.000, 7 cân đến 28 cân nha. Đặt hàng cái set bò dài tay này cho em xin thông tin luôn nha, em chỉ xả mốc hôm nay thôi. 30 cân thì không vừa rồi chị ạ. Cho em xem áo bò nữ 50 cân. Ơ 50 cân là người lớn à chị ơi, em không bán áo đồ người lớn đâu. Chị ơi có chị ạ, em chị cứ để lại đầy đủ thông tin là được chốt chị nhá. Set bò này là 150.000 từ 15 cân, từ 7 cân đến 28 cân. Áo dạ 99 chị ạ. Áo dạ 99.000 một áo, có 3 màu nha. Dạ màu be, màu cam đất, màu xanh 99.000 một áo, 7 cân đến 30 cân mặc áo dạ vừa này. Chị nào lấy áo dạ để lại địa chỉ số điện thoại đây nha. Áo da con gái chị ơi, áo da chỉ có kiểu đấy thôi, không có kiểu khác. Ok chị Anh Thu Bùi để lại địa chỉ số điện thoại nào, 130 nha. Anh Thu Bùi cho em xin địa chỉ số điện thoại, em cho đơn đi ạ. 130.000 một áo, 7 cân đến 26 cân nhá. Chị ơi để lại địa chỉ số điện thoại cho em để em chốt nào. Áo bò lót lông xanh, lót lông xám đây là 130.000 nha. Áo da màu da 30k. Cái gì? Áo da màu da, áo dạ màu da. Chị Thắm Lê để lại địa chỉ số điện thoại nha. 1m35 cân, 1m35, 28 cân, áo phao nào vừa, cả hai áo phao đều vừa chị ạ. À, chị Hoàng Phương để lại địa chỉ nào. Văn Hoàng và Hoàng Phương để lại địa chỉ số, để lại địa chỉ giúp em luôn nha. Có địa chỉ mới được chốt nha các chị ơi. Áo dạ này là dạ trùm mông chị ạ. À, nó cũng không dài lắm đâu, nó chỉ dài vừa vừa thôi, qua mông một chút thôi. 99.000 một áo dạ nhá, có màu be, có màu cam đất và màu xanh nha. 99.000 một áo ạ. Em ơi quần giữ nhiệt, quần giữ nhiệt không có, em chỉ có quần bò thôi chị ạ. À, chị mua quần bò không? Em chỉ quần bò thôi. Áo họa chị Hoàng Phương với cả chị Vân Hoàng, các chị ơi cho em xin địa chỉ nào để em chốt đơn nào. À
mẫu gì nhớ để lại địa chỉ cho em để em chốt đơn luôn nha. Mình inbox nhé. Ok chị Cao và anh Nhi nha. Chị nào đặt mẫu gì cho em xin luôn địa chỉ xuống thoại đây để em chốt đơn luôn đi ạ. Dạ dáng trùm mông nhớ chị Anh Thu Bùi ok chốt này. Ai đặt mẫu gì nhớ để lại địa chỉ xuống thoại này. Quần ấm với quần lót nỉ thì em cũng có, nhưng mà mọi người nếu mà mùa đông thì mặc quần bò là ấm nhất rồi ạ. Bộ bò không có viền có không? Không chị à, chị bộ bò chỉ có thế thôi. Mọi người thích cái viền này mà, mọi người thích cái viền Gucci này mà. Nhìn như là đồ hiệu ấy nhỉ. 150 một set ạ. Áo da dài không 17 cân. Chị ơi áo dạ này là áo dạ dài mà. Nó là cái dáng trùm mông mà nó cũng dài rồi chị ạ. À. Bé thì mình mặc là vừa ấy. Còn dài hơn thì em không có đâu. Lạnh quá. Chị My Tơ được kiểm tra trước khi nhận nha. Sao lạnh nhỉ? Được kiểm tra trước khi nhận chị My Tơ nhá. Chị nào đặt mẫu gì để đặt địa chỉ xuống thoại đây luôn cho em nào. Xem áo phao á, áo phao là 150 chị ơi. Đây, phao 150.000 từ 15 cân đến 28 cân. Chị Vân Hoàng cho em xin địa chỉ nào. Bộ bò 29 cân không vừa đâu. Ngọc Bùi ơi, bộ bò 29 cân không vừa đâu. Quần bò 110, chị Lê Diễn ơi. Quần bò này là 110.000 một quần nha, 7 cân đến 28 cân nha. Có được kiểm chuyển khoản trước khi nhận chị ạ. Ok chị Anh Thu Bùi cho mình xem áo vàng bên trong có lót nỉ không em. Áo vàng bên trong lót lông chị ơi, áo vàng rất ấm luôn nhá. Áo vàng là áo kaki. Cho chị giơ lại một áo khoác bò lót lông. Ok đợi em chút. Đây. Màu xám. Màu xám, màu xám gì đấy chị Trang Phạm ơi. Kaki này là lót lông nha, từ 15 cân đến 25 cân vừa nha, rất ấm luôn, 130.000 một áo này. Áo khoác bò lót lông màu xanh, màu xám cũng 130.000 một áo nha. Cái hàng lót lông này thì hôm nay đồng giá 130.000 hết ạ. Chị nào mua thì comment ở đây nha. Áo khoác kaki vàng còn từ 15 cân đến 25 cân thôi nhá. Áo bò có cho bé 8 cân không có. Chị Trần Trâm ơi, áo bò 130 có cho bé 8 cân nha. Áo len bây giờ chưa có rồi chị ạ. Còn bộ Gucci viền sọc ngang ngực không ạ? Bộ Gucci viền sọc ngang ngực là bộ cộc tay à chị ơi? Bộ cộc tay còn nhá, bộ cộc tay còn nhá chị Châu Diễm nhá. Áo bò 8 cân vừa đấy chị ơi, 130 nha. Trần Thám để lại địa chỉ số điện thoại nào. Bộ bò màu xám ạ, à, ok. Đây nha mọi người nhìn thấy rõ chưa ạ? Áo khoác bò lông 130, áo khoác kaki 130 này. Bộ bò màu xám đây. Bộ bò màu xám này là 150.000 nha. Không chị bất Bích Trâm ơi, đơn hàng trên 500.000 mới được miễn phí ship nha. Em không miễn phí ship đâu. Set bán rẻ lắm rồi. Set này có 150 thôi mà, bình thường em bán 180 đấy. 150 một set nha. Chị Vân Hoàng ơi, cho em xin địa chỉ nào. Chị Trần Trâm ơi, 8 cân vừa đấy để lại địa chỉ số điện thoại nha. Áo bò 16 cân 130 chị Bằng Lăng ơi. Áo bò 16 cân 130 nha, set bò xám 150 nha. Mua bộ xanh bé 10 cân, chị Lá Ngọc Anh ơi lấy cho bé 10 cân để lại địa chỉ xuống thoại đi nhá. 10 cân thì xe bé hơn như này một chút nha. 10 cân thì bé hơn một chút, bây giờ không lấy được đâu, bây giờ làm gì mà lấy cho chị nào xem được. 150.000 một set nha, dài tay em ạ. À. Dài tay á, đây là dài tay mà chị ơi. Set này là một dài à cộc à set dài tay mà ngang á, hết rồi. Chỉ còn cái set này thôi. Của mình có đơn chưa chị? Có đơn rồi chị ơi. Bộ bò. Bộ bò 150.000 từ 7 cân đến 28 cân nha. Bộ bò 150.000 nha. Khoác bò lông, chị nào đặt mẫu gì cho em xin địa chỉ số điện thoại nào. Bộ bò 150.000 ạ. Cho mình một áo bò lông xanh. Ok chị Lã Ngọc Anh để lại địa chỉ số điện thoại nào. Bộ bò này có 8 cân chị Cao Ái Nhi nhá, 8 cân size bé hơn một chút. Ok chị Trần Trâm nha. Áo phao dài không có rồi chị ơi, áo khoác sao xanh, áo phao xanh nhá. Cái đấy không bán chị ơi, áo đấy không bán, nó hết rồi. Áo đấy hết rồi không bán. Lạnh quá. Chị Bích Trâm ơi, ok chị cho em xin địa chỉ xuống thoại luôn đi ạ. Lạnh nhỉ. Chị Bích Trâm ơi, để lại địa chỉ xuống thoại cho em luôn nha. Để em chốt đơn nha. Chị Lã Ngọc Anh ơi, ok, để lại địa chỉ số điện thoại đi ạ. Bò lông đúng không? 130 một áo nha. Chị Lã Ngọc Anh để lại địa chỉ số điện thoại này. Kim Anh Nguyễn để lại địa chỉ nha. Lã Ngọc Anh, Ngọc Bùi, Kim Anh Nguyễn để lại địa chỉ nha. Chị Thùy Dương Phan ấy không vừa đổi thoải mái chị ơi. Không vừa đổi thoải mái chị yên tâm nhá. Kim Anh Nguyễn này, Lã Ngọc Anh và Ngọc Bùi cho em xin địa chỉ số điện thoại nào. Các chị ơi đặt hàng nhớ để lại địa chỉ số điện thoại cho em nha. Khoác bò 130 chị bò biển nhá.
khoác bò lông xanh xám 130.000 một áo nha. Còn ai lấy mẫu gì nữa không? Hôm nay không có ai lấy mẫu gì nữa, em tắt like đây. Ngọc Bùi ấy có giãn chị ạ? À? Có con giãn nhá. Bọt Biển ơi, để lại địa chỉ xuống thoại nào. Kim Anh Nguyễn để lại địa chỉ nào. Ok Bích Trâm nha, 130.000 một áo ạ. À. Ok chị Thùy Dương nhá. Ok chốt đơn nha. Bằng lăng để lại địa chỉ giúp em chị ơi. Dạ cho bé 15 cân vừa đấy chị ơi. Dạ 99.000 nhá, 15 cân vừa chị ạ. À. Chị nào đặt mẫu gì cho em xin nốt địa chỉ số điện thoại nào. Bằng lăng để lại địa chỉ nào. Xuân Bùi để lại địa chỉ chị ơi. Xuân Bùi để lại địa chỉ nào. Chị Nguyệt Thu lấy áo bò lông xám để lại địa chỉ số điện thoại nha. Nguyệt Thu lấy áo bò lông xám để lại địa chỉ số điện thoại nha. 130 một áo nha. Phao dáng dài thì lại không có rồi chị ạ. Nguyệt Thu để lại địa chỉ số điện thoại giúp em nào. Ok chị Phạm Lê. Phạm Lê để lại địa chỉ số điện thoại chị ơi. Áo bò lông xanh xám 130. Ok Kim Anh Nguyễn chốt này. Chị Gia Bảo Ngọc Duyên ơi đây, áo bò lông xanh xám đây, 130 nhớ. Nguyệt Thu để lại địa chỉ số điện thoại nào. Kaki lót lông màu bò hết rồi. Áo dạ màu cam đất 17 cân. Hoàng Phương ơi ok, để lại địa chỉ số điện thoại nào chị ơi. Dạ 99 nha. Hoàng Phương để lại địa chỉ số điện thoại nào. Dạ 99.000 nha. Chị Nguyệt Thu ơi, Xuân Bùi để lại địa chỉ. Nguyệt Thu để lại địa chỉ nào. Inbox thì phải inbox luôn chị ạ. À, tại vì là bây giờ em đang Facebook nó đang bị lỗi, còn không check được tin nhắn đây. Ok chốt nha, bằng lăng để lại địa chỉ cho em nào. Chị Anh Thu Bùi ok nhá, chốt luôn này. Hàng Mây, chị Hải Mỹ, à cái gì đây, giật cái mình cái đường địa chỉ. Nào còn chị nào lấy mẫu gì nữa không ạ? Cho em xin nốt địa chỉ số điện thoại nha. Áo phông thì giờ không có rồi chị ạ, à. Bây giờ nó lạnh lắm rồi, bên này bên nhà em đang lạnh lắm, lạnh vô cùng luôn. Áo phao bây giờ em chỉ còn mỗi màu xám với màu xanh rêu thôi chị ạ. À. Áo phao còn mỗi hai cái màu em vừa dơ thôi, nó không có nhiều màu đâu. Áo phao còn mỗi màu xanh rêu với màu xám là 150 nhá. Kaki còn mỗi màu vàng thôi chị ơi. Kaki còn mỗi màu vàng thôi. Ôi trời ơi. Chị nào lấy mẫu gì nữa để lại địa chỉ số điện thoại giúp em đi nào. Hoàng Phương ơi cho em xin nốt địa chỉ nào chị ơi. Áo dạ 21 cân vừa đấy. Dạ 99.000 nha. Dạ 99.000 màu be, màu cam đất, màu xanh nha. Có được kiểm tra cho thanh toán không? Có chị nhớ, được kiểm tra hàng nhớ. Áo dạ 99.000 một áo 7 cân đến 30 cân nào. Chị nào lấy áo dạ comment vào đây luôn nào. Có chị Hải Yến ơi. À 12 cân không có đâu chị ạ. 12 cân thì không có rồi. Còn chị nào lấy cái gì nữa không? Ok chị Kim Anh Nguyễn nha. Nếu mà hôm nay không có chị nào lấy thêm mẫu gì nữa. Chị Minh Ngọc ơi áo dạ 99.000 đấy. Không có ai lấy mẫu gì nữa thì bây giờ em sẽ tắt like ở đây nha. Chị nào có nhu cầu mua thêm gì thì inbox cho em hoặc là theo dõi những like sau nhá. Chị Hoàng Phương ơi có được kiểm tra trên thanh toán ạ. Tạm biệt mọi người nha. Chị Bình Thu Hoàng ơi để lại địa chỉ số điện thoại nào. Bình Thu Hoàng để lại địa chỉ số điện thoại nào. Da còn mỗi màu đen với màu nâu thôi chị ơi. Da đen da nâu. Bình Thu Hoàng để lại địa chỉ số điện thoại nào. Áo phao nhỏ nhất là 15 cân chị ạ. Áo phao nhỏ nhất là 15 cân nhá. 10 cân cũng không có. Áo phao chỉ còn từ 15 cân trở lên thôi. Da này còn màu nâu với màu đen nha. Cho mình cái 21 cân. Ờ, chị Hải Yến ơi không có phao cho bé cho mình ấy, 12 cân không có ấy. Chị Minh Ngọc ơi có 25 cân chị ạ, à, mẫu nào cũng có nhá. Bình Thu Hoàng để lại địa chỉ nào. Ok Ngọc Bùi nha. Nếu mà hôm nay không có chị nào lấy thêm mẫu gì nữa thì bây giờ em sẽ tắt lại ở đây nha. Chị Bọt Biển để lại địa chỉ số điện thoại chị ơi. Áo bò em dơ từ nãy đến giờ là 130.000 một áo đây chị. Áo bò lớn nhất là 26 cân, bây giờ em không lấy được đâu chị ơi. Nó là ở bên cửa hàng nhà em rồi.
Em không không để hàng ở đây. Chị Bọt Biển để lại địa chỉ số điện thoại giúp em nào. Ok chị Hải Yến nha. Chị Hải Yến, chị Bọt Biển để lại địa chỉ số điện thoại ạ. Bò lông xanh xám 130 nhá. Chị Hải Yến với cả chị Bọt Biển để lại địa chỉ số điện thoại luôn cho em đi nào. Em cho đơn nào. Ok chị Hải Yến nha, chị Bọt Biển đây là địa chỉ số điện thoại nào. Áo bé gái mặc vừa chị ơi, áo bò lông xanh xám bé gái mặc vừa nhá. Không có chị nào lấy mẫu gì nữa thì bây giờ em sẽ tắt like ở đây nha. Chị Bọt Biển ơi, cho em xin nốt địa chỉ số điện thoại đi chị ơi. Nào chờ nốt chị Bọt Biển nào. Không có ai lấy mẫu gì nữa thêm thì em sẽ tắt like đây ạ, để mọi người nha.